nguyên một cái khu đất mà hoang sơ đây nha quý anh chị. Nhìn thì thật là hoang sơ luôn nha quý anh chị ơi. Nhưng mà hiện tại có một cái vị trí cực đẹp luôn quý anh chị. Đây là mặt tiền đường An Phú 05 nha quý anh chị. Một con đường thông, một con đường mà xe cổ qua lại mỗi ngày cũng tương đối là đông đúc. Nhưng mà cái hiện tại em đang đi cái giờ này thì hơi vắng một xíu. Thì đi theo cái hướng này nè quý anh chị, ra đó khoảng tầm chưa đầy 200m là mình giao nhau với được đường Trần Quang Diệu. Thì hiện tại cái lô này là thuộc phường An Phú của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Đây, nguyên một cái bãi đất lớn này. Đó, quay một vòng quý anh chị coi nha. Nguyên cái bãi đất lớn này thì hiện tại có tổng diện tích sử dụng là 3.413m², với chiều ngang lên đến là 46m, bám mặt tiền đường An Phú 06 và sâu vào trong là gần 83m các quý vị ơi. Phải nói cực kỳ đẹp, một cái diện tích đất phải nói cực khủng luôn, ở ngay tại phường An Phú của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và trong đó có thổ cư là 200m² nha quý anh chị. Đây, một lô đất phải nói cực kỳ đẹp. Một con đường thông. Và đây này quý anh chị, theo cái hướng điện thoại em đang quay đây, đi ra con đường này đầu đường thôi, khoảng tầm chưa đầy 100m là mình giao nhau với được đường Mỹ Phước Tân Vạn và nằm ngay khu vực của vòng xoay An Phú, khoảng tầm là 200m là theo hướng này luôn, là mình ra ngay vòng xoay An Phú nha quý anh chị. Như vậy là một vị trí kết nối cực kỳ thuận tiện và dễ dàng. Và đây, một lô đất phải nói cực đẹp, cực khủng luôn quý anh chị ơi. Ngay một vị trí trung tâm của thành phố Thuận An, của phường An Phú. Đó. Với tổng diện tích em xin nhắc lại là lên đến 3.413m² và có chiều ngang là 46m, dài vào là gần 83, thì rất là phù hợp nhiều công năng để mà quý anh chị về đây này xây dựng theo cái gọi là công việc của mình. Đó, và đặc biệt nha quý anh chị, về quy hoạch tương lai á, con đường này thì nó còn mở rộng hơn nữa. Và cái miếng đất này á, hiện tại đã được xẻ đôi, có nghĩa là sẽ có thêm một con đường của nhà nước xẻ đôi cái con đường này, xẻ đôi cái miếng đất này, chia đồn đôi, đẹp cực kỳ luôn. Nếu mà anh chị về đây là có thể là phân lô là được luôn này, phân lô dọc đi vô cái hướng này luôn quý anh chị. Đó, còn không thì mình có thể để là sử dụng theo cái công năng của mình. Và vâng, một lô đất đẹp như vậy, một chiều dài đẹp, một chiều ngang lý tưởng như vậy thì hiện tại có một mức giá cực kỳ ok luôn nha quý anh chị. 40 tỷ cho lô đất có tổng diện tích là 3.413m² và với có thổ cư hiện tại là 200m² thôi quý anh chị. Một vị trí cực kỳ đẹp, cách vòng xoay An Phú đâu đó khoảng tầm là gần 200m thôi quý anh chị ơi. Vâng, thì quý anh chị mà đợt này đang có dự định tìm kiếm đất một diện tích lớn để mà làm theo cái công năng của mình đó, thì tham khảo thêm một cái lô này, lô mặt tiền đường luôn nha quý anh chị, đường An Phú 05. Và có gì liên hệ em theo số điện thoại 0974 313 794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ các cái thông tin liên quan đến lô đất này. Một lô đất phải nói cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Đó, đây nha quý anh chị, đây này, em đi qua cái khúc cua này thấy này. Đó, đi ra đầu đường này quý anh chị thấy không, đầu đường đó là đường Mỹ Phước Tân Vạn nha quý anh chị. Đó, rẽ tay phải là mình sẽ đi về hướng ngã tư Mỹ Ông Cù, còn nếu mà anh chị rẽ tay trái là ra ngay vòng xoay An Phú luôn, thì một vị trí cực kỳ đẹp nha. Rồi, ok, em đây là xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo, giới thiệu review về nhà và đất ở khu vực thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An. Vâng, em xin chân thành cảm ơn.